Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoài. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel thì Con Người đã đến. Đó là lời Chúa. Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn còn đang tiếp tục ở trong Tin Mừng Matthêu chương thứ 10. Đó chính là bài giảng của Chúa Giêsu về sứ vụ truyền giáo. Và trong cái chỉ thị Chúa sai các tông đồ ra đi truyền giáo, thì Chúa Giêsu Ngài cũng không ngần ngại báo trước cho các ông biết rằng cái sứ vụ mà các ông sẽ phải thực hiện chắc chắn sẽ có khó khăn, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, và chắc chắn sẽ bị mất mạng. Thầy sai các con như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy thì bầy sói ở đây là gì thưa anh chị em? Nếu chúng ta đọc tiếp cái bài tin mừng nãy giờ chúng ta nghe, thì chúng ta thấy bầy sói ở đây có nghĩa rằng những cái cơn bách hại mà người đời dành cho các môn đệ của Chúa. Lịch sử của giáo hội minh chứng điều đó. Ngay từ cái buổi đầu tiên giáo hội mới được hình thành thôi là các tông đồ đã bị bách hại rồi. Đế quốc Roma bách hại. Rồi ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy, vẫn còn bị bách hại. Và đến thời hiện đại hôm nay, giáo hội vẫn còn tiếp tục bị bách hại ở nơi này, nơi kia trên thế giới. Lâu lâu anh chị em nghe tin tức nhà thờ bị đốt cháy, tượng ảnh Chúa Đức Mẹ bị đập bỏ, hay là người ta vẽ bày lên trên đó những sự bách hại. Sói dữ còn là cái gì nữa thưa cộng đoàn? Sói dữ đó còn là những kẻ nhân danh chân lý, nhân danh lời Chúa để phá hủy cái sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Có người ta nói như thế này: Chúa Giêsu bây giờ bận lắm, người ta đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót nhiều lắm, người ta xin cũng nhiều lắm, cho nên bây giờ Chúa Giêsu rất bận, cho nên có một người nào đó nhận mặc khải từ Chúa Cha. Không có một cái mặc khải nào hết ngoài mặc khải từ Chúa Giêsu, là tin mừng, là lời Chúa. Rồi có những kẻ nhân danh chân lý, nhân danh tin mừng, nói rằng tôi nhận mặc khải từ Chúa Cha truyền cho tôi, không có ai có thể trừ quỷ, chỉ có nhóm của tôi là trừ quỷ. Nhân danh chân lý, nhân danh lời Chúa, nhân danh một cái mặc khải nào đó mà mình không biết, để phá hoại tin mừng, phá hoại hội thánh. Sói dữ.
Sói dữ còn là gì nữa thưa anh chị em? Sói dữ đó còn là những trào lưu, những cái xu hướng của thời đại ngày hôm nay muốn phá hủy cái thuần phong mỹ tục, hay còn gọi là phong hóa của giáo hội. Nhìn vào xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy người ta chạy theo rất nhiều thứ. Giáo hội bảo vệ sự sống, giáo hội bảo vệ tình yêu, thì con người ngày hôm nay nhân danh cái quyền cá nhân của mình, tôi có quyền bảo vệ cái riêng tư của tôi, cái quyền lợi của tôi. Cho nên cái đứa con mà tôi đang mang trong bụng, nó ảnh hưởng đến nghề nghiệp của tôi, quyền lợi của tôi, cho nên tôi phá nó, phá thai tràn lan. Rồi nhân danh cái tình yêu cá nhân của tôi, bây giờ hết yêu rồi thì chia tay, đường ai nấy đi, tỷ lệ ly dị càng ngày càng gia tăng. Sói dữ. Chưa kể những cái khác, chưa kể những cái khác du nhập từ nước này từ nước kia, những cái trào lưu bằng làm băng hoại đức tin, băng hoại nền luân lý của chúng ta, đặc biệt là nơi người trẻ. Thưa anh chị em, sói dữ nó nằm ở chỗ đó đó. Cái điều quan trọng là chúng ta có tỉnh thức để chúng ta lên tiếng vì những cái sói dữ đó không? Trong tư cách là một linh mục, là người mục tử chăm sóc các con chiên, thì chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ. Mà thưa anh chị em, cái điều mà Chúa Giêsu nói, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, cái điều này không chỉ là dành cho các môn đệ năm xưa, hay là những người mà dấn thân theo Chúa trong đời sống tu trì, là linh mục tu sĩ. Người ta vẫn lo lắng rằng các linh mục tu sĩ bị cám dỗ bởi thế gian, bỏ cái đời sống tu trì của mình để hồi tục. Điều đó có lý, nhưng mà nó không chỉ như thế. Mà chiên đi vào giữa bầy sói là còn là mỗi người chúng ta nữa đó. Chúng ta đang sống giữa thế gian, chúng ta gặp biết bao nhiêu những cái sói dữ đang xung quanh chúng ta. Không biết quý ông bà anh chị em nhận ra cái điều đó không? Nhưng mà chúng ta an tâm, bởi vì Chúa đã dặn chúng ta tiếp theo đó: Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa sói rừng, nhưng anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn như rắn nghĩa là sao? Khi nói rắn thì ai cũng nghĩ rằng nó là loài vật xấu xa, chẳng hạn như là cái con rắn trong câu chuyện của Adam Eva. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu không muốn so sánh cái con rắn ấy là ma quỷ đâu, mà Chúa Giêsu muốn so sánh con rắn một cách bình thường thôi. Rắn là loài vật rất là khôn, chỉ cần một cái động nhẹ thôi là nó có thể tránh được nguy hiểm. Và con rắn, cái điều quan trọng của nó là ở cái đầu, cho nên nó luôn luôn tìm cách để bảo vệ cái đầu của nó khỏi bị nguy hiểm. Cho nên những người mà đi bắt rắn hay là đi săn rắn, không bao giờ người ta cầm cái cây mà người ta đập thẳng hết trơn, bởi vì cái đầu rắn nó luôn luôn di chuyển. Mà muốn đập con rắn là phải đập ngang, quất ngay cái đầu của nó sẽ ngã xuống. Cho nên những người mà đi rừng, thưa anh chị em, không bao giờ mà người ta dọn cỏ tách người ta đập đâu, mà người ta phải quơ ngang để xua rắn. Đã thảo kinh xà, tức là động rắn thì đuổi được, động cỏ thì đuổi được con rắn. Rắn thì nó có tài tránh nguy hiểm và luôn giữ cho cái đầu của mình khỏi bị đánh. Khôn như rắn, Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta? Là chúng ta phải bảo vệ cái đầu của mình, bảo vệ đức tin của mình. Cái ơn đầu tiên trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan. Chúng ta phải khôn ngoan tỉnh thức trước những cái sói dữ của thời đại ngày hôm nay. Và khi đụng một chút xíu là con rắn nó chuồn đi chỗ khác liền. Bảo vệ cái đầu của nó khỏi bị nguy hiểm. Thì chúng ta sống giữa thế gian thì chúng ta phải biết bảo vệ cái đầu của chúng ta, là đức tin, là niềm tin vào Chúa Giêsu. Và không chỉ chúng ta bảo vệ cho mình mà thôi đâu, thưa anh chị em, trong tư cách là phụ huynh, là ông bà, là cha mẹ, chúng ta còn phải bảo vệ cho các thế hệ mai sau, là con cháu của chúng ta. Đơn sơ như bồ câu,
Chúa Giêsu muốn nói cái gì. Lâu lâu con đi dâng lễ mà không có trời mưa thì có một đàn bồ câu nó xà xuống ở đằng trước sân nhà thờ của chúng ta. Muốn bắt bồ câu dễ hay khó? Khó lắm. Bẫy nó thì mới bắt được chứ không có bắt được. Chỉ cần anh chị em bước một bước là bắt đầu bồ câu nó bay lên. Cái điều này muốn nói với chúng ta cái gì? Chúng ta đừng có từ xa mình vào cám dỗ. Thấy cám dỗ thì lo mà chạy. Thấy cái sói dữ thì lo mà chạy. Trong cái kinh ăn năn tội chúng ta vẫn thường đọc đó. Xin cho người ta được biết tránh xa dịp tội. Rồi bồ câu muốn nói gì với chúng ta nữa thưa anh chị em? Lúc con còn nhỏ, con là một cầu giúp lễ ngay tại nhà thờ huyện sĩ này. Thì phía bên cái nhà bên đây bây giờ cha sở ngày sửa lại rồi. Hồi xưa nó là cái nhà cổ có nuôi bồ câu. Thì con có nghe những người lớn nói lại con bồ câu nó rất là hay. Dù nó có đi tìm mồi ở đâu, nó có ăn ở đâu, thì tối về nó cũng phải về ngay cái ổ của nó, cái tổ ấm của nó. Bồ câu là một con vật chung thủy và trung thành. Một cặp bồ câu đực và bồ câu cái, nếu một trong hai con chết thì cái con bồ câu còn lại nó không có kết bạn mới, nó cứ ở vậy. Vậy thì cái đức tin của chúng ta, chúng ta có còn trung thành và chung thủy với Chúa không? Khôn như rắn là chúng ta giữ cho cái đầu của mình, cái đức tin của mình không bị xoay chuyển bởi sói dữ của thế gian. Và khi biết mình đang đối diện với sói dữ, với nguy hiểm, với cạm bẫy, thì chúng ta hãy đơn sơ như bồ câu là hãy tránh xa nó đi, đừng có đâm đầu vào nó. Nhiều người nói thưa cha con bị cám dỗ bởi cái này cái kia. Con mới hỏi ngược lại, cái này là mình muốn bị cám dỗ hay là người ta cám dỗ mình? Đôi khi ma quỷ nó chưa cám dỗ mình, mình nói thôi bác em sẵn sàng dâng hiến cho bác cứ cám dỗ em. Bồ câu nó gặp nguy hiểm là nó bay liền, nó không bao giờ đứng lại. Và bồ câu còn nói cho chúng ta có trung thành với đức tin nơi Thiên Chúa, lòng tín thác của chúng ta vào Chúa không? Và khi đúng chúng ta đối diện với sói dữ của thế gian, thưa anh chị em, những cái mà xã hội thời đại ngày hôm nay đang làm khuynh đảo cái nền luân lý, cái đời sống đức tin của chúng ta, thì chúng ta phải đối diện với nó như thế nào? Chúa Giêsu nói tiếp ở trong bài tin mừng: anh em đừng sợ. Bởi vì ngay lúc anh em đối diện với nguy hiểm, với khó khăn, với thử thách, anh em đừng lo phải làm gì hay nói gì, vì chính trong giờ đó Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho anh em. Cái điều quan trọng là chúng ta có cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Cái điều quan trọng là chúng ta lúc đó còn tín thác vào Chúa, để chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của sói rừng. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Không chỉ là cho những người mà được Chúa sai đi rao giảng tin mừng, là các linh mục tu sĩ lo ngại phải đối diện với những bách hại hay là những cám dỗ mà thôi. Mà cái sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay, Chúa còn muốn gửi đến từng người chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta cũng có cái trách vụ là rao giảng tin mừng của Chúa giữa thế gian. Và chúng ta cũng là những con chiên đi giữa bầy sói, những bách hại, những người nhân danh chân lý để phá hoại tin mừng, những trào lưu, những xu hướng làm khuynh đảo đức tin của chúng ta, đời sống luân lý của chúng ta. Chúng ta hãy khôn ngoan giữ cho cái đầu của mình khỏi bị lây nhiễm những cái thói tục của thế gian. Và chúng ta hãy giữ lòng mình đơn sơ bằng cách tránh xa những dịp tội, những cái thói hư tật xấu, và biết trung thành với niềm tin của mình vào Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng ta, thưa anh chị em. Nói thì nói như vậy để chúng ta nhận ra những điều đó, nhưng mà tránh được hay không là cần phải có sự cố gắng của chúng ta cộng với ơn của Chúa. Không phải dễ gì mà chúng ta tránh xa được dịp tội đâu, nếu như chúng ta không có sức mạnh của Chúa, thưa cộng đoàn. Đó là cái kinh nghiệm mà ai cũng phải đối diện, ngay cả các linh mục tu sĩ cũng phải đối diện với điều đó. Sức mình không làm được gì hết nếu không có ơn của Chúa.
Cho nên tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được mình là chiên giữa bầy sói, để chúng ta cần đến ơn của Chúa. Chúng ta cần giữ cái đầu của mình khôn ngoan, khỏi bị lay chuyển về đức tin, nhưng chúng ta hãy đơn sơ như bồ câu, tránh xa dịp tội và giữ lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Amen.